Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Quý vị thấy không? Đây là cái chỗ trung tâm họ mua sắm bán đồ. Mà họ sốc tuyệt, họ ủi tuyệt mà cả đống như vậy đó. Là cách đây 2-3 ngày thì ở đây có rơi tuyết rất nhiều, khoảng chừng cỡ 30 cm. Hôm nay tôi chạy một vòng cho quý vị xem ở đường xá ở đây như thế nào ha. Cái đoạn video này ngắn lắm, khoảng chừng 5 phút thôi, quý vị ráng xem ha. Hôm nay thì trừ 21 độ C đó quý vị, mà người ta vẫn đi làm ở ngoài á. Quý vị thấy không, có cái anh này nè, anh sốc tuyết nè, anh sốc tuyết và anh thổi tuyết đó. Một tay thì cầm cái máy thổi, còn một tay thì cầm cái sên. Lạnh mà trừ 20 mấy độ mà vẫn đi làm á quý vị, làm ở ngoài trời đó. Còn đây thì ngoài cái đường chính này, mà cái đường này thì họ cao họ ủi rồi, nhưng mà đường cũng còn trơn lắm. Chạy như vậy cho nhiều lúc cũng nguy hiểm, đạp thẳng thì cũng xìa xe, nhiều lúc cũng đồng xe người này người khác á. Cho nhiều lúc họ sốc rồi mà nó còn trơn đó quý vị. Thì ở bên này mùa đông thì đa số là mọi người lái xe họ rất là cẩn thận, hở xe trước ra, chứ còn không là có chuyện gì tôi phiền lắm. Quý vị thấy không, chiếc xe đó kìa, đó chiếc xe này đường nó cao ấy rồi đó, mà không biết sao nó lên lề, chắc là chạy sao đó rồi đạp thẳng cái là nó lên lề như vậy đó, máy là lên trên lề á, chứ còn không mà đồng xe người ta thì hơi phiền đó quý vị. Lạnh rồi mà còn phải phone cảnh sát, rồi còn phải lo việc này việc nọ, phiền lắm. Thì ở đây cái hoàn cảnh ở đây là như vậy đó. Mùa đông thì nó rất là khổ, lạnh, ra ngoài đường nó lạnh, nó thiệt là lạnh. Có chuyện gì xảy ra thì thôi, lạnh lắm, nguy hiểm lắm. Đây nè, trừ 20 mấy độ mà người ta vẫn đi làm đó quý vị. Đó, cái anh này anh vẫn đi làm ở ngoài á. Đây là những cái xe của công ty á, chắc họ sửa gì đó, sửa điện đài hay gì đó đó, thì không biết họ đang làm gì, nhưng mà có việc á, thì họ vẫn phải đi làm, mà đi làm ở ngoài trời á, thì nó rất là lạnh, trừ 20 mấy độ, nhiều lúc trừ 30 độ cũng phải đi làm, tại cái công việc là phải đi làm thôi chứ không có ở nhà được. Mặc dù nó lạnh nhưng mà người ta vẫn đi làm đó quý vị. Làm ở trong nhà thì nó đỡ hơn, làm ở trong hàng trong xưởng thì nó đỡ hơn, nhưng mà làm ở ngoài á thì nó lạnh lắm. Mùa hè thì 20-30 độ cầm thì trời nó nắng, mùa đông thì trừ 20-30 độ thì nó lạnh, làm lạc 10-15 phút gì đó thôi là phải vô xe ngồi, nhiều lúc là phải cho nó đi bằng tay bằng chân cho nó ấm đó. Đây thì cũng có thêm một chiếc xe nữa nè, cũng họ cũng vẫn đang làm việc ở ngoài trời đó quý vị. Hôm nay là trừ 20 mấy độ, hình như 21-22 độ gì đó. Thì nó ở đây thì nó rất là lạnh. Đây cũng có cái anh này bên phải này, anh cũng đang làm gì đó. Ở đường nó sạch cỡ nào đó. Ở đời này là đường cao tốc đó quý vị, đường này thì người ta cho chạy tới 80 đến 100 cây số một giờ đó. Thì cái ngoài này thì nó sạch lắm, thì mỗi lần mà tuyết xuống á, thì họ đi sốc đi cào cái đường này cho nó sạch, tại ngoài này là nó họ chạy tốc độ nó cao đó. Đây là họ cho chạy 80 cây số một giờ, mà tới đằng kia thì họ cho chạy 100 cây số một giờ đó quý vị. Thì ở ngoài này á, là họ sốc trước, họ cào trước, thì bữa hôm kia thì tuyết nó rơi xuống cái xong hết tuyết cái nó ngừng rơi thì họ ra đây họ sốc, nhiều lúc nó rơi nhiều họ vẫn đi sốc đó. Xong rồi họ mới vô sốc trong thành phố, trong cái đường chính, xong rồi mới nhà thì bây giờ 3-4 ngày rồi họ vẫn chưa sốc được quý vị.